Dự án cấy chip não đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người nổi tiếng như ca sĩ Grimm và rapper Lil Uzi Vert. Trên mạng xã hội, những người bị bại liệt thường yêu cầu tỷ phú Musk đẩy mạnh thử nghiệm kết nối não với Internet. Trước đó, ông Musk từng nói rằng ông hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm cấy chip trên người vào năm 2021, nhưng mục tiêu đó đã bị lùi lại đến năm 2022. Dựa trên phát hiện của BCRM, việc cấy các chip vào não con người có thể chưa sẵn sàng. Ông Jeremy Beckham, giám đốc nghiên cứu của BCRM, cho biết khá nhiều con khỉ được cấy chip vào đầu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thành thật mà nói, họ đã giết những con vật này. Các chip Neuralink được cấy bằng cách khoan lỗ vào hộp sọ của những con khỉ. Một con khỉ trong thử nghiệm bị nhiễm trùng da chảy máu. Trong khi đó, các con khỉ khác bị thiếu ngón tay và ngón chân. 1/3 trên tổng số khỉ được thí nghiệm bắt đầu nôn mửa không kiểm soát được ngay sau khi phẫu thuật, và những ngày sau đó chúng dường như gục ngã vì kiệt sức và mệt mỏi. Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng bị xuất huyết não. BCRM đã đệ đơn khiếu nại lên Bộ Nông nghiệp Mỹ vào ngày 10 tháng 2, cáo buộc UC David và Neuralink có 9 hành vi vi phạm đạo luật phúc lợi động vật. Nhiều con khỉ tham gia vào thí nghiệm đã phải trải qua sự đau đớn tột cùng do không được chăm sóc đầy đủ. Việc thực nghiệm cấy ghép chip vào đầu có tính xâm lấn cao, được thực hiện nhằm mục đích phát triển thứ mà Neuralink và tỷ phú Elon Musk đã công khai mô tả là bộ não máy móc, BCRM viết trong đơn khiếu nại. Sau đó, người phát ngôn của UC David đã phản hồi đơn khiếu nại: "Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho động vật do chúng tôi phụ trách. Nghiên cứu động vật được quản lý chặt chẽ và UC David tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả các quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ." Người phát ngôn này nói thêm rằng trường đại học đã ngừng hợp tác với Neuralink vào năm 2020. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đưa ra phản hồi.